Chào mừng quý vị và các bạn đến với lễ ra mắt kênh YouTube Trịnh Kim Chi Official trong ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi sẽ được bắt đầu sau đây ít phút. Hy vọng rằng với những dự án mới nhất do nghệ sĩ ưu tú Á Hậu Trịnh Kim Chi cũng như kênh YouTube Trịnh Kim Chi Official sẽ cùng ra mắt trong năm 2019 sẽ làm đẹp lòng tất cả quý vị khán giả yêu thích và hâm mộ. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ thật nhiều cho những dự án sắp tới của chúng tôi. Đây là một cái điều mà Kim Chi đã mong muốn từ lâu rồi. Và khi mà chuẩn bị ra mắt ngày hôm nay á, là Kim Chi đã phải cùng với ekip đã chuẩn bị 4 tháng nay rồi. Đầu tiên hết là bộ phim Quỷ Linh Nhi, và sau đó là talk show, và sau đó là đến vlog. Thì Kim Chi đã có sẵn 3 chương trình này và có thể phát trong vòng 3 tháng tới. Kim Chi muốn tất cả mọi cái nó đều chỉnh chu, cho nên là ngày hôm nay thì muốn ra mắt kênh này và kêu gọi khán giả ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Cái kênh YouTube của Chi á, thì thực ra cái điều mà Chi tâm niệm nhất đó là mình làm kênh YouTube để phục vụ cho việc thiện nguyện là quan trọng nhất. Và điều thứ hai nữa là tạo công việc cho các học trò của mình cũng như là các anh chị em nghệ sĩ. Thực ra khi mà Kim Chi nói về cái đề án kênh YouTube để làm những cái công việc thiện nguyện ủng hộ cho những cái trẻ em nghèo và khuyết tật cũng như là những gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa, thì hầu như tất cả các anh chị em đều rất là ủng hộ và được các học trò cũng rất là ủng hộ, cho nên là Kim Chi mạnh dạn để mà ra mắt cái kênh ngày hôm nay. Thì Kim Chi cũng rất là hy vọng rằng tất cả mọi người đều ủng hộ cho cái kênh của Chi, bởi vì trong cái kênh của Chi ngoài những cái sản phẩm, những cái chương trình giải trí để phục vụ quý vị khán giả, thì Chi còn có một cái chương trình nói về những cái công tác từ thiện và kêu gọi mọi người hãy đến gần nhau và truyền những cái tình cảm của mình đến với những hoàn cảnh khó khăn. Đó là điều mà Kim Chi rất là tâm đắc và cũng rất là đau đáu trong lòng để làm sao để thực hiện được điều đó. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Xuân Tiến rất là vui khi mà được đến tham dự buổi họp báo ra mắt kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Có thể nói đây là một nghệ sĩ được rất nhiều các vị khán giả yêu quý, và ngày hôm nay rất đông đảo các chị em đồng nghiệp, các học viên của sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cũng như các nghệ sĩ, các ca sĩ, diễn viên, những người mến mộ nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cũng đã đến chúc mừng cũng như là đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Và chúng ta còn có sự hiện diện của nam ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Cindy Thái Tài cũng như MC Anh Quân, và rất đông đảo các nghệ sĩ đang có mặt ngày hôm nay. Có vợ chồng của diễn viên Khali cũng đã đến. Có thể nói là không gian hôm nay rất là đông, rất là vui, và tại nhà thiếu nhi quận 4 đang đón tiếp rất đông đảo tất cả các nghệ sĩ đã đến tham dự. Và Xuân Tiến xin chúc cho Á Hậu nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi ra mắt kênh YouTube được thật là nhiều lượt view và thật nhiều được theo dõi, và chúc quý vị khán giả có một kênh YouTube của Trịnh Kim Chi thật nhiều niềm vui và mang lại thật nhiều niềm ích. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Okay.
chuyện mà chuyện người ta mà chia kẻ tôi thấy là được đó, thấy là không có tôi đó hả? Như thế bên em chị sẽ đẹp vì không ai dám nói chuyện. Trang lên đây Trang ơi. Khoan mà ủng hộ là một chuyện, mà nhớ đăng ký nha quý vị, nhớ đăng ký cho kênh của chị Diễm Viên ngày càng một lớn mạnh. Và chúc cho những gì mà chị đầu tư vào kênh của mình ngày càng thành công hơn nữa. Về giải trí thì các con có giúp cô hay không thì các bạn đều đưa tay, và đó là cái điều mà Kim Chi muốn ghi tạc những cái tấm lòng của tất cả mọi người đối với Kim Chi, bởi vì cái tình cảm đó Kim Chi nghĩ rằng không thể nào mà Kim Chi đáp trả lại, và Kim Chi đáp trả bằng cách là Kim Chi sẽ cố gắng có những chương trình và có những cái hành động thiện nguyện cũng như là những cái câu chuyện để đưa lại cho khán giả cũng như tất cả mọi người bù đắp lại những cái tấm lòng đó đối với Kim Chi. Xin chân thành cảm ơn. Để mà cảm ơn các anh chị cũng như các bạn, các em và các con, thực ra đây là một cái tấm lòng mà tất cả mọi người đã dành cho Kim Chi. Và ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là những gương mặt diễn viên đều có mặt trên sân khấu. Riêng diễn viên chính Phúc An thì ngày hôm nay cô ấy bận việc và cô ấy không đến được, và xin lỗi quý vị khán giả. Đây là bốn căn nhà thân tình, ấm cúng và tràn đầy tình nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người. Và xin mời một tràng pháo tay lớn dành cho tất cả những âm nhân tuyệt vời của chúng tôi ạ. Có ai đồng hành cùng với Kim Chi hay không ở trên Facebook thì ngay lập tức đã có rất là nhiều những cánh tay, những tấm lòng đến với Kim Chi. Và người mà Kim Chi rất bất ngờ đó là một cái tin nhắn. Và đã nhắn với tôi rằng: chị ơi, em một căn nhà. Cái điều này Kim Chi nghĩ rằng nó, đây bây giờ Kim Chi, bây giờ Kim Chi nói, Kim Chi vẫn còn ngồi ở góc đây. Và cái người em đó chính là Anna Phương Nguyễn. Xin mời em.
vòng hoa gửi đến cho Anna Nguyễn Đặng. Và một người em nữa, đó là Bích Cúc Tường Vi, xin mời em. Em cũng là người thứ hai, em cũng là người thứ hai đến với chị. Đây đây luôn. Và một bạn của Kim Chi, một người bạn của Kim Chi ở bên Mỹ, nhưng mà cô ấy chuyển tiền về đây. Và ngày hôm nay thì cô ấy không có mặt, nhưng mà cô ấy nói là sẽ chuyển tiền về đây. Cảm ơn em. Và một bạn nữa đó là bạn Hồng Hạnh. Bạn có ở đây không ạ? Cũng đã ủng hộ, mặc dù thực ra những cái số tiền chị không công bố ở đây, bởi vì sao chị sẽ lên Facebook và công bố rất là rõ ràng trên Facebook, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta không công bố cái số tiền nha quý vị nhé. Và đây là một vấn đề rất là nhạy cảm. Hạnh Hồng có ở đây không ạ? Facebook của Hạnh Hồng có ở đây không ạ? Mời em lên sân khấu ạ. Chị muốn gửi bó hoa tươi thắm đến cho em. Chắc có lẽ là tôi đang bận rộn gì rồi. Vâng, xin cảm ơn tất cả tới lòng của các anh chị. Và một lần nữa thì chúng tôi đến giờ phút này, để đến tận giờ phút này, bởi vì chúng tôi mong muốn rằng những lời cảm ơn chân thành nhất sẽ được gửi tặng vào đúng lúc nhất. Cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị, các anh chị em, bạn bè thân hữu, và cũng như các anh chị em phóng viên báo chí, truyền thông, truyền hình, tất cả mọi người đã cùng có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay, cùng tham dự buổi lễ ra mắt chị Kim Chi Official. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.